xin chào toàn thể đại gia đình mình ạ. Và chào mừng chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Từ Hồ Trung Kiên. Và chúc mừng chị, đây là một cái tác phẩm cá chép hóa rồng được chế tác trên chất liệu là gỗ lu hương, siêu đẹp siêu vip để chị có thể là sở hữu cũng như là tham khảo trưng chơi trong gia nhà mình, đúng không ạ? Và để chị không phải chờ đợi lâu thì em gái sẽ thông báo kích thước với tổng chiều cao lên đến là 1m95, ngang là 80 và sâu là 45 chị nhá. Tác phẩm này thì có tặng kèm kỷ cho đại gia đình mình, đúng không ạ? Dựa trên một phôi gỗ lu hương rất là già đây, chị có thể ngắm cho em gái này. Bố cục thì vô cùng là cân đối. Và không để chị chờ đợi đâu thì quay sát cho em gái đâu, để chị có thể thưởng lãm cho em gái những cái đường vân chân gỗ. Một phôi gỗ liền lên đến là 99% chị nhá. Rất là đẹp, rất là cao to cho đại gia đình mình luôn. Và đầu tiên thì chị có thể ngắm cho em gái đây ạ. Một chú cá chị nhá, với đầu rồng và mình cá, đang tiến hóa được một lửa rồi ạ. Chuẩn bị thành công để có thể là tiến hóa thành những cái chú rồng ấy chị nhá. Thần thái đây cũng được những cái bác thợ bên em, anh chị có thể ngắm cho em gái này. Đục kênh đục lỗi, moi móc thì vô cùng là sạch sâu cho em gái đây. Và hay là từ những phần vẩy cho em gái đánh hoàn toàn là vẩy kép cho tác phẩm này, đúng không ạ? Từ những phần móng này anh chị có thể ngắm cho em gái đây, rất là già đanh luôn đây chị nhá. Một cái tác phẩm một màu vàng óng ả bao phủ toàn tác phẩm luôn cho em gái, đúng không ạ? Các anh chị nào đã ưng ý chị nhá, hay là đưa ra anh chị cảm nhận về tác phẩm này như thế nào ạ, thì có thể là cho em gái xin tín hiệu đại gia đình mình chị nhá. Bên dưới đây đó là một hình ảnh một chú rồng này, và đang quấn quanh đó là một cái viên ngọc rồng rất là to, rất là khủng. Điểm trên đấy là những cái đường mây, đường sóng nước, đường san hô cho em gái này, rất là tuyệt vời cho tác phẩm này luôn. Một tác phẩm để chị có thể là sở hữu trưng chơi trong gian nhà mình, để có thể là mang lại những cái thuận lợi cũng như là công việc của đại gia đình mình hanh thông thuận lợi như cá gặp nước cho em gái chị nhá. Môi móc thì vô cùng là sạch sâu. Bên dưới đó là một viên ngọc rồng cho em gái này, một viên ngọc rồng rất là giá trị. Điểm trên đấy là những cái mắt hoa lu rất là già đanh, và hoa lu là hoa lu tự nhiên cho em gái anh chị nhá. Hoa lu tự nhiên và hàng liền nguyên khối cho em gái này, anh chị có thể ngắm em gái này. Và một quả vì một viên ngọc rồng rất là to, tác phẩm này rất là giá trị luôn cho em gái anh chị nhá. Bên dưới là những cái đồng tiền cũng như là những cái đường sóng nước xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau cho em gái, được không ạ? Trên một phôi gỗ liền mà lại một cái tác phẩm hàng đục siêu kỹ luôn anh chị nhá. Anh chị nào mà đã ưng ý rồi thì nhanh tay ạ, nhanh tay cân đối cho em gái xin tín hiệu, hoặc là alo trực tiếp vào đầu số là 082 338 345 và 0914 812 986. Tổng chiều cao lên đến là 1m94, ngang là 80 và sâu là 45, siêu dày siêu chắc cho đại gia đình mình luôn. Và anh chị nào anh ưng ý thì chị nhắc nhanh tay để lại ngay cho em gái xin tín hiệu ạ. Và em gái cũng xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.